kính mất dép bây giờ này, tất cả xỏ chặt dép vào chân, cần thiết cho lên nách, kẹp vào nách cho chắc ăn nhá. Bởi vì bây giờ hai ảo thuật gia sẽ xuất hiện. Một tràng vỗ tay cho hai ảo thuật gia. Go!
kìa. Cắt luôn nhé. Cái này xuống hết đèn để cho cái đèn bên dưới tập lời nhé. Xong rồi dặn theo khi nào thằng Nhật Tiến nó ra thì cô lôi thằng Nhật Tiến cho nó bùng lên. Đẩy to lên một chút đi, bé quá. Để cho con sáng nhỏ nghe cái tiếng của nó. Gangnam Style.
cái câu kết của nó không ban 5 giây rồi. Cái câu kết của nó có 5 giây thôi nhá. Cái bài 4 thì bây giờ em bật 5 giây mà em chạy lên em kéo cái này lên thì nó sẽ đi thu chạy hết một nửa rồi nó mới lên được. Thế là anh vẫn gạt cho em để em đẩy cái nhà này lên hút cơ xong mình hát luôn. Khi em chạy bài 4 em bảo là bài 4 anh đẩy cho em nhé, play xong rồi em gạt cho bài 4 em chuyển sang bài 4 nhá. Giờ thì nó to đùng lên tao nhá. Bây giờ anh nhớ cho nhỏ cho em. Hai em bảo đẩy thì đẩy, em chỉ cần bảo đẩy thôi nhá, em đẩy luôn. Sau cái này chỉ là hai thằng nó đứng rồi, đứng hai thằng nó đứng song song này, đẩy ấy cái nhạc bên này nó chìm xuống. Không xong rồi đẩy à? Không xong rồi đẩy. Vâng, khi nào hai đứa nó đứng như thế này, chuẩn bị đứng nhận, nhìn nhau thì nhìn nhau, em thấy là đẩy. Đây chuẩn bị nha. Một tràng pháo tay vang dội dành cho những ảo thuật gia tài ba. Ngày xưa có một cậu bé rất ham chơi. Một lần bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong. Một hôm vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà. Cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khàn tiếng gọi mẹ, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc. Kỳ lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy, một thứ quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ. Cậu nhìn lên tán lá, lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Đó là câu chuyện sự tích cây vú sữa sẽ được bạn Nhật Tiến thể hiện lại qua bài hát Gặp Mẹ Trong Mơ cùng với phần minh họa của vũ đoàn Thiên Thần. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Sao có cái gì to thế? Con yêu, con mải chơi không nghe lời mẹ. Mẹ vừa ốm vừa mệt nên đã không thể chờ con. Thank you.
bạn nhờ Tiến quá. Thế bạn nhờ Tiến vào bình tĩnh một tí nha, lau mắt rồi lại ra hát tiếp nhá. Các bạn à, bởi vì là như thế này, hôm qua bạn nhờ Tiến hát thì không có khóc đâu, nhưng mà bởi vì là tối nay có một lúc là trong cánh gà, mẹ bạn Nhật Tiến đi về khách sạn để lấy đồ, nhưng mà lại quên không có nói với bạn Nhật Tiến. Cho nên là có một lúc là bạn Nhật Tiến cứ đi tìm mẹ mình và không biết là bố mẹ của mình đang ở đâu. Sau đó thì bạn Tiến cũng đã khóc nhè một lúc mà ngay từ trước khi diễn ra chương trình rồi. Và vừa rồi khi mà hát thì chắc là bạn ấy lại nhớ lại cái lúc mà không tìm thấy mẹ của mình đâu. Cho nên là bạn ấy xúc động quá. Bạn Nhật Tiến khóc nhè như thế là ngoan hay là không ngoan nhỉ các bạn nhỉ? Có ngoan không? Không ngoan. Thế bạn Nhật Tiến thương mẹ thì là ngoan hay là không ngoan? Ồ, thế nếu như bây giờ nhá, khóc nhè thì không ngoan, thương mẹ thì lại ngoan. Thế nếu vì thương mẹ mà khóc nhè thì ngoan hay là không ngoan? À, ngoan bình thường à? Bạn này vẫn bảo là ngoan bình thường. Những bạn mà có bốn mắt là thường là hay có những cái suy nghĩ theo kiểu bác học và suy nghĩ khác người, đúng không? Thế nhưng mà các bạn nhỏ chúng mình nhớ nhá, nếu như mà chúng mình không nghe lời mẹ chúng mình mải chơi ý, rất có thể là một ngày nào đó mẹ của mình sẽ bay lên trời và không ở với mình nữa. Cho nên là chúng ta nhớ là luôn luôn phải ngoan ngoãn.